Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin. Thưa quý vị và các bạn, với nỗ lực cải cách hành chính, minh bạch hóa, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Hưng Yên đang có những cải tiến rõ rệt trong khâu giải quyết thủ tục hành chính. Theo công bố tại Cổng Dịch vụ Công Quốc gia tháng 3 năm 2024, tỉnh Hưng Yên dẫn đầu cả nước về chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Kết quả này tăng 19 bậc so với năm 2023, tăng 11 bậc so với tháng 1 năm 2024 và 4 bậc so với tháng 2 năm 2024. Kết quả đó cho thấy sự nỗ lực của các ủy chính quyền, các cơ quan chức năng từ tỉnh đến cơ sở trong công tác chuyển đổi số phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân doanh nghiệp. Hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, hôm qua Đoàn Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với huyện đoàn Phù Cử tổ chức khánh thành công trình thắp sáng đường quê và tặng quà khám bệnh, tư vấn sức khỏe và các thuốc miễn phí cho người dân xã Minh Hoàng, huyện Phù Cử. Tại chương trình đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, tặng thuốc bổ, một suất trị giá 200.000 đồng cho 50 người dân thuộc đối tượng chính sách người quân cảnh khó khăn tại xã Minh Hoàng, tặng 10 suất quà, một suất gần 600.000 đồng gồm hiện vật và tiền mặt cho 10 em thiếu nhi học sinh có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Cùng dịp này, Đoàn Khối Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh và huyện đoàn Phù Cử tổ chức khánh thành trao tặng công trình thắp sáng đường quê cho thôn Ngọc Trúc. Công trình có chiều dài gần 1 km với 20 bóng LED, công suất 50W, tổng giá trị công trình hơn 30 triệu đồng. Những năm gần đây, trường tiểu học và trung học cơ sở Bình Kiều, xã Bình Kiều, huyện Quái Châu đặc biệt chú trọng văn hóa đọc nhằm phát huy tối đa vai trò của thư viện nhà trường, thư viện lớp học, giúp các em học sinh rèn luyện thói quen đọc sách, nâng cao kỹ năng giao tiếp, có những phút giây thư giãn sau giờ học trên lớp. Thư viện sách tại lớp học được nhà trường xây dựng từ năm 2018 đến năm 2019. Đến nay, 28 lớp học đều có tủ sách được đặt tại các lớp. Công trình thư viện thân thiện, thư viện hiện đại, thư viện xanh được nhà trường huy động xây dựng với tổng kinh phí là 300 triệu đồng. Đến với thư viện của trường, các em học sinh được làm quen, đọc và tìm hiểu trên 11.000 đầu sách với nhiều thể loại như sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện cổ tích, truyện lịch sử. Để khuyến khích việc đọc sách, nhà trường thường xuyên đầu tư cập nhật bổ sung nguồn tài liệu phục vụ nhu cầu mượn và đọc sách của cán bộ, giáo viên và học sinh. Tiếp tục với phần tin trong nước. Thưa quý vị, trong số 5,9 triệu tấn carbon còn dư, Bộ Nông nghiệp muốn chuyển nhượng 1 triệu tấn cho Ngân hàng Thế giới, số còn lại đấu giá thông qua sàn giao dịch quốc tế. Bởi thời điểm này, Việt Nam khó tìm đối tác để trao đổi thương mại khi mảng này còn khá mới. Thông tin trên vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình triển khai thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ và đề xuất chuyển nhượng lượng giảm phát thải khí nhà kính còn dư giai đoạn 2018-2019. Tính chỉ carbon là chứng nhận để giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải lượng khí nhà kính, cụ thể là khí CO2 liên quan đến việc bán tính chỉ carbon. Thời gian qua, Việt Nam đã nhận được khoản chi trả 51,5 triệu đô la Mỹ cho các kết quả giảm phát thải đã được xác minh từ WB do hạn chế được mất rừng, suy thoái rừng và tăng cường lưu trữ carbon thông qua trồng và tái tạo rừng. Mặc dù ngành thuế thường xuyên cảnh báo tuyên truyền về các hình thức giả danh cán bộ thuế để lừa đảo, nhưng trong tháng 3 là tháng cao điểm quyết toán thuế đã ghi nhận có trường hợp người dân mất tiền tới 800 triệu đồng. Tổng cục thuế khẳng định không ủy quyền cho bất cứ công ty hoặc cá nhân ngoài ngành thuế nào thực hiện thu thuế hộ. Thủ đoạn chính của các đối tượng lừa đảo đó là giả mạo cán bộ thuế để gọi điện thoại, nhắn tin, kết bạn Zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn người nộp thuế, quyết toán thuế, hướng dẫn cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được các cuộc gọi như trên, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua các kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo. Bệnh viện E, Bộ Y tế vừa tiếp nhận điều trị một nam bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nghi ngờ bị sỏi thận. Nhưng sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện người bệnh có tới 4 quả thận trong cơ thể.
Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân có tới 3-4 quả thận là dị tật bẩm sinh hiếm và là do mầm niệu quản phát triển bất thường trong lúc bào thai hình thành và phát triển. Bình thường, mầm niệu quản phát triển thành 2 quả thận và người bình thường chỉ có 2 quả thận. Tuy nhiên, có một số ít người, một mầm niệu quản thay vì phát triển thành 2 quả thận lại phát triển thành 4 quả thận như trường hợp của nam bệnh nhân trên là rất hiếm gặp. Đến nay, y văn thế giới ghi nhận chưa nhiều. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện đảo Cô Tô, 23 tháng 3 năm 1994, 23 tháng 3 năm 2024, hôm qua tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, lần đầu tiên diễn ra lễ hội đua thuyền giữa các huyện đảo trong cả nước. Tham gia lễ hội có 6 đội đua đến từ các huyện đảo thuộc 5 tỉnh, thành phố, Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Lý Sơn, Quảng Ngãi, Phú Quý, Bình Thuận, Bạch Long Vĩ, Hải Phòng, Vân Đồn và Cô Tô, Quảng Ninh. Lễ hội đua thuyền giữa các huyện đảo lần đầu tiên được tổ chức tại Cô Tô là dịp để các huyện, thành phố, đảo gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng và bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh, chủ quyền, biên giới, biển đảo. Phát triển du lịch gắn với các lễ hội văn hóa, đặc biệt, ban tổ chức lễ hội đua thuyền hy vọng mỗi người dân sinh sống, làm việc, học tập, tham quan du lịch tại các đảo trên khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Thưa quý vị, một số nghị sĩ Anh đã thể hiện sự lo ngại về quyền sở hữu TikTok ở Anh, đồng thời hối thúc chính phủ có biện pháp quản lý cứng rắn hơn đối với ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng này. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Kinh doanh và Thương mại của Hạ viện Anh đã bày tỏ lo ngại về tác động của nền tảng này đối với các cuộc bầu cử, khẳng định vấn đề nằm ở chỗ các thuật toán có khả năng đưa thông tin sai lệch lên đầu nguồn cấp tin tức của người dùng theo cách hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện đã đề xuất chính phủ xem việc chỉ định các ứng dụng mạng xã hội dưới sự kiểm soát của đối thủ nước ngoài là mối đe dọa an ninh quốc gia, hoặc luật đánh cắp dữ liệu cứng rắn hơn thay vì loại bỏ dữ liệu trái phép. Năm ngoái, Anh và một số quốc gia khác đã cấm sử dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ do lo ngại về an ninh. Tuy nhiên, chính phủ Anh cũng khẳng định sử dụng TikTok là một lựa chọn cá nhân. London sẽ tiếp tục hợp tác với TikTok cũng như những nền tảng khác để đảm bảo các nền tảng này đáp ứng các tiêu chuẩn cao về an ninh mạng và dữ liệu của Anh. Sự nóng lên toàn cầu và các đợt nắng nóng có thể sẽ làm tăng giá lương thực và thúc đẩy lạm phát trên toàn thế giới trong tương lai. Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học phối hợp với Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB thực hiện. Theo đó, nhóm nghiên cứu đã dựa trên lịch sử dữ liệu về thời tiết và giá cả ở 121 quốc gia trên thế giới trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2021. Kết quả phân tích cho thấy, nhiệt độ tăng do biến đổi khí hậu sẽ khiến chi phí lương thực tăng từ 1,5 tới 1,8 điểm phần trăm mỗi năm từ nay đến năm 2035 và khiến lạm phát tăng từ 0,76 tới 0,91%. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, tác động sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi nhưng với mức độ khác nhau tùy theo khu vực. Các nước nghèo và các nước đang phát triển sẽ cảm nhận rõ nhất, đặc biệt là các nước ở khu vực châu Phi và Nam Mỹ. Một nghiên cứu vừa được các nhà khoa học Thụy Điển công bố cho biết, những người hút thuốc lá thường bị tích tụ mỡ bụng. Loại mỡ này có liên quan đến một số bệnh nghiêm trọng. Tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ German Karaskila, một nhà dịch tễ học tại Viện Karolinska ở Thụy Điển, cho biết hút thuốc làm tăng mỡ nội tạng, là loại mỡ bao quanh các bộ phận bên trong cơ thể và không nhìn thấy được. Thông thường, tỷ lệ mỡ nội tạng trên tổng lượng mỡ của cơ thể 10% là bình thường và lành mạnh. Nếu cao hơn mức này, có thể gây viêm và tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Nghiên cứu nói rõ, mỡ nội tạng liên quan chặt chẽ đến bệnh tim, tiểu đường tuyếp 2 và các bệnh khác liên quan tới trao đổi chất. Vì vậy, cần ngăn ngừa và khuyến khích người dân giảm hút thuốc lá để giảm thiểu những rủi ro đối với sức khỏe. Tất nhiên, bỏ hút thuốc lá là việc rất khó. Tiến sĩ Freeman khuyến nghị nên loại bỏ những yếu tố gây căng thẳng, vốn là nguyên nhân khiến mọi người hút thuốc, và khuyến khích tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.